Dạ, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên YouTube Bến Tre Channel. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Dạ, hôm nay em làm clip ốc hương xào trứng muối bơ tỏi cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Mình mua ốc hương này còn sống luôn nha các bạn. 1 kg 500 ngàn. Ốc hương bự. Mình sẽ làm món ốc hương xào trứng muối bơ tỏi. Và bây giờ mình đập trứng muối ra, mình lấy trong đỏ, mình bỏ trong trắng nha quý vị. Mình quết cho nhanh nhuyễn ra. Mình mua ốc hương còn sống luôn nha các bạn. Nó còn rò nhúc nhích đó. Mua ốc hương sống làm ăn nó mới ngon, chứ đừng mua ốc hương ướp đá nó quên mất chất ngon nè. Bây giờ mình xào ốc hương nha các bạn. Bạn xem nhé. Hết chưa? Rồi. Có 1.400 được. Sau khi tỏi ra thơm, mình bỏ trứng muối vô. Nhân vật chính nó đã vào và bỏ ngát luôn mà mùi thơm không thể cưỡng lại được. Nêm nếm sao cho vừa ăn nha các bạn, tùy theo khẩu vị của mỗi người. Ừ.
và mình cho vào một chút xíu ít sa tế nha các bạn. Dạ, xin quý vị và các bạn cho mình một lượt like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé các bạn. Và bây giờ nước nó đã kẹo, đã sợ lại, có lẽ ốc cũng đã chín rồi nha các bạn. Chuẩn bị mình đưa lên dĩa và mình ăn nó thôi. Ok, đây là vàng. Dạ, xin mời cả nhà ăn ốc hương với mình nha. Thank you.
ốc cũng ngon làm. Bây giờ mình quá ngon. Bây giờ con là cũng ra lúa thôi. Mẹ xong nó ra lúa thôi. Sao cái đồ này nó béo lắm ngon. Ốc à. Mai mốt ăn, ăn mua ốc bự nó ăn cho nó sướng. Béo ghê. Chút có tí ép hả? Cái nít nó béo ngon như vậy. Mai mốt mua ra ăn. Ăn gì không biết không? Các bạn ra thái hàng có thấy mình làm món chấm thành thánh này ăn thử đi và biết có lá chanh nhỉ, có lá chanh nó ngon không? Món nước chấm thành thánh có 102 cái hồi chấm ăn được không? Mời cả nhà ăn ốc hương với mình nha. 1, 2, 3, vô.
Đây, con chè ta. Rồi nhắc cái ghế đó con, cái ghế là con hành đại ốc mà. Bà bỏ ông dưới kìa. Đồ bố sao biết vậy. Ai lên đi làm hả? Ở nhà mình. Cái đít nó có gan. Ừ. Đít không ra đít không có gan nè, không ngon. Thôi nè, thôi im liền thôi. Hiền với con đi chơi rồi. Còn ngủ. Bà Quyến, con thấy rồi, không đâu ai nhậu đâu. Chậm nó chịu quê rồi. Đi đi ăn với mấy con cái này không đi. Đúng cái vui là gì, cái vui lắm. Phải chặt xài. Thấy quê hả? Giờ ông mặc đồ trắng cũng đau bụng luôn, cái kia mặc cái bộ đồ đó đừng có mặc quần trăm. Rồi bà bảo con nói nè, nó đi ngoại ngoại nè mày, mày bà đúng là vậy, gặp con gái bận ngoại hơn nữa, nhảy hơn nữa nó mới ghê á. Bà con hiền gặp cái chân dài thôi chết cha luôn rồi. Lên 12 giờ cưới đâu đi thành phố vắng với mẹ. Bụng 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 mưa lớn này nè, không biết đâu có đâu có mưa lớn nhưng mà cũng ngập gì đâu. Và đến đây video đã kết thúc. Nếu quý vị và các bạn thấy video có hay, xin cho Bến Tre Channel một nút like, một lượt chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ để Bến Tre Channel có động lực làm những clip sau. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Bye bye.